Nè các bạn, phiếu này giống cái phiếu này luôn nè, là 10.000, là Hữu Đức có 12.000 nha. Hữu Đức 12.000 anh em ơi, chúc mừng Hữu Đức. Hello các bạn, mấy đứa biết trên tay đang cầm cái gì không? Rồi mấy đứa biết hôm nay sẽ chúng ta sẽ sử dụng cái này sao? Để nào? Hôm nay mình sẽ cho tem mình chơi trò chơi rút phiếu nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu luật trò chơi nha. Cái sách xuống đây anh giới thiệu anh luật trò chơi nè. Đây là ca nước nha, ca nước lọc nha. Rồi anh sẽ cho đó là ca nước lọc phải không? Ban đầu anh sẽ cho một ly nước đầy vậy đó. Trong mấy đứa trả giá coi mấy đứa uống được bao nhiêu ly. Hiểu vấn đề chưa? Thí dụ đưa ra một ly nước phải không? Rồi cái thí dụ cô Đen đi, cô Đen nói tôi sẽ uống được 2 ly như vậy. Cái thằng Chí hay nói tôi sẽ uống được 3 ly, chừng nào tìm ra người cuối cùng luôn. Rồi người đó lên uống hết luôn sẽ được lên nhận bốc được 5 phiếu này nha các bạn. Hiểu chưa? Mấy đứa hiểu vấn đề hết chưa? Rồi trước khi chơi thì mấy đứa gỡ ra trộn phiếu lên đi. Giờ mình sẽ gỡ ra để xíu chơi các bạn. Đây một phiếu nè các bạn. Giờ khi mình gỡ chúng mấy cái con trong đây, các bạn con tôm rồi gì cái nếu chúng con này thì được lên đây hút mấy cái phiếu trên đây, còn chúng mấy con này là chúng heo số là được 3.000 gì đó. Kiểu kiểu gì? A few moments later. Bây giờ mình hút vô mặt nha các bạn. Vô mặt. Đồ đái rồi. Hồi uống nước cái khi cơ không đi vợ hơi uống nước vô cái đá quần luôn. Ủa trời ơi. Mình cũng vậy nha, mình một hồi mình đá vô quần cái ha, mình nghĩ không á. Mình cũng vậy đó các bạn. Tiền mình đã chuẩn bị xong các bạn, giờ mình sẽ trộn đều lên nha. À đây là tiền mình đã chuẩn bị nha các bạn. Nếu chúng bao nhiêu mình sẽ chung bao nhiêu. Mấy đứa sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Go. Đây mình sẽ rót ly nước đầu tiên nha các bạn. Rồi đứa nào 5 lá phiếu nha các bạn. Đứa nào đầu tiên? Em. Mình mỗi em mấy ly? Một ly. Thôi. Có ai? Một có ai hơn một ly không? Em. Thì nói đi Chí. Hai ly. Có ai hơn 2 ly không? Em. Mời Su. Bảy ly. Ôi trời ơi. 7 ly. Có ai hơn 7 ly không? Có ai hơn 7 ly không? 7 ly là thứ nhất. 7 ly là thứ hai. 7 ly là thứ ba. Mới phải là 7 ly. Không, ta 7 ly lên cao. Con phải trả giá cao hơn 7 ly con mới được. Xin mời bé Su lên uống 7 ly nữa. Khoan khoan. Con ấy rồi, con hồi nãy ta quét 3 cái rồi. Con lúc đó phải trước khi quét 3 cái đầu tiên thì con phải nói trước mới được. Thí dụ uống 7 ly không nổi là bỏ cuộc nha, bỏ cuộc là bị quét cái búa nha. Được. Rồi. Uống này hết nha. Uống cho hết mới được nha. Uống nổi không? Đâu mà trả giá đâu nè, đấu giá đâu nè, 7 ly dữ thôi. Sợ luôn. Trời ơi. Nổi không chú ơi, bỏ cho chú ơi. Mới con ly mà uống không hết kìa. Thôi được rồi. Sao con bỏ cuộc không? Vậy là con uống lẹ lên. Còn 6 ly nữa đó. Ủa gì ơi. Bỏ cuộc hả? Bỏ cuộc thì bị xử phạt. Bỏ cuộc. Phiên tò thứ hai. Đứa đó. Mụi em. Một ly. Hai ly. Chị. Ba ly. Hữu Đức. Năm ly.
5 ly. 5 ly lần thứ nhất. Ai có hơn 5 ly không? 5 ly lần thứ hai. 5 ly lần thứ ba. Kết quả dành nhà hữu đất. Chúng ta vỗ tài hữu cô vỗ cái này. Nhà hữu đất. 5 ly nha. Ôi, 5 ly này nặng lắm đó, Hữu Đức ơi. Ừ, ghét Hữu Đức ơi. Anh chịu không nổi rồi. Bốn cuộn hay ổng bán. Bốn cuộn hay ổng bán. Thôi ông im mẹ à mồm đi. Một ly. Bỏ cuộn hả? Bỏ cuộn. Bỏ cuộn. Đắp nó. Ở 5 ly thì uống được ly 1 phiếu được rồi. Hoàn hành luôn mới được. Bởi vì chúng ta trả giá phải vừa đủ thôi các bạn, đừng có ham lam nha, trả giá cho cao cuối cùng không được cái đó là tại mình nha, chứ không đổi thừa cho ai được. Mấy đứa nè, mấy đứa phải trả giá cho nó hợp lý, mấy đứa uống chứ không phải trả giá cho cao rồi mấy đứa uống nửa chừng vô dụng. Rồi có đứa nào không? Cô đen. 3 ly. 3 ly là thứ nhất. 3 ly lần thứ hai. 3 ly. Chốt 3 ly, mời cô đi. Uống hết 3 luôn. Uống nhập hỏng luôn. Cố lên. Gần hết rồi các bạn ơi. Sau khi uống xong 3 ly này thì cô đen cảm giác sao cô đen? No. Rồi bây giờ là phần nào? Bóc phiếu. 5 phiếu. Cả này nó dính đũa luôn, có nhiều. 5 phiếu. 3 phiếu. 5 phiếu chưa? Đủ chưa? Rồi mời cô đen. Chương trình hấp dẫn. Bóc lên rồi. Đưa hình lên đây coi nè. Wow, đúng rồi, chúng mày lạ. Không, không chúng. Này sao nó? Này không giống hả các bạn ơi, giống rồi. Hình không giống. Này không giống hình nha các bạn. Nào quá. Đó. 3 ly 5 phiếu rồi. 5 phiếu rồi chắc lắc hết là toan. Xui vậy đó. Ừ. Mở ra mở ra mở ra. Dính không? Dính đặc biệt. Đưa lên coi, đưa lên. Đưa lên. Dính không nghe. Ủa mà không dính. Không, không, không trúng nha các bạn. Con tôm này với con tôm đó cái hình khác nhau. Để đây còn 2-3 phiếu. Trời ơi, 2 phiếu cuối cùng. Thằng đó thôi. Kệ chứ tay đâu chịu. Thằng đó cũng không chịu. Rồi. Cái gì đây, con gì đây? Ôi, coi chừng trúng con chó. Đúng rồi, con chó mà con chó này con chó mặt xệ nó khác. Mấy mẹo chúng tôi là to, nào 3 ly của tôi nữa. Ừ. Đúng rồi. Ừ. Sau khi trải qua 3 vòng thì mình thấy cái ly đó hơi bự các bạn ơi. Bây giờ mình cho ly nhỏ lại nha. Yes. Mời chiếc con 3 ly. Ding, ding, ding. 3 hơn 3 ly không hả? 3 ly lần thứ nhất. 3 ly lần thứ hai. Mời chiếc cua. Quá dễ. Chiếc cua 3 ly này là rất là dễ. Ồ dễ chưa? Chúc mừng chiếc cua. Rồi bây giờ là bóc phiếu nha các bạn. Rồi 5 phiếu. Ít nhất phải trúng 1 phiếu mới được. Đến đây để 5 phiếu là nha. 5 phiếu các bạn. Đây là phiếu đầu tiên. Trúng không đây? Trúng đi. Trúng đi. Chó mặt xệ. Trời ơi. 1.000. Đây. 1.000 nha. Đây, chúng 1.000 nè nha các bạn. 1.000 nha. Đây. Bốn này chưa? Không, này không có rồi. Đấy lạ lạ. Chúng nhẹ thôi chị ơi. Không giống luôn. Ủa nó ướt nhẹ thôi. Nước cái này gì nữa. Mèo bị luôn. Ở gì vậy? Không trúng. Không có. Không có. Ủa. Cứ liệu chúng hoài à. Ừ. Thì cuối, dám chúng đi. Rộng chúng mà chúng được phiếu không? Chỉ cùa chúng được 1.000 nha các bạn. Xui quá. Nè. Xé đi. Xé phiếu đó đi. Chỉ cùa chúng được 1.000. À 1.000 nè. 1.000 thôi đó rồi chúng ta. Rồi tiếp tục. 3
ly. 3 ly. 2 ly. Ta trả lời 3 ly con. Có ai hơn 3 ly không hả? 3 ly là thứ 2. 3 ly cuối cùng. Mời cô đen. Ôi, chắc tôi bị lỗi quá. 3 ly. Cố lên. Rồi mời giờ cô đen bóc phiếu. Bóc 5 phiếu đi cô đen. Mình thành ba bầu rồi các bạn ơi. Ba bầu. 5 phiếu, 5 phiếu. 2, 3, 4 nè. Chia bài thằng trưởng. Trúng được 1.000. Chúng 1.000 thiệt luôn. Wow, 1.000. Dạ chúng bạn cha. Cái chàng điếc. Không khác gì luôn. Ừ. Còn đó. Đứng lại. Đây nè. Đặc biệt. Đó. Cộng. Cộng tính không? Tính không. Trinh với tính mà. Tính bộ. Cứ cộng tính chưa không? Không, bà sao không tính luôn nè. Rồi, phiếu cộng luôn. Cộng cho cô đen luôn nha các bạn. Đó, cái đó, cái gì với cái gì? Cho anh mới hiệp quá mà. Là mà sao mà sao hết tiền á? Không. Phiếu cuối cùng. Xí ba gì à, u ba gì. Tăng. Rồi. Đang chúc được 2 phiếu. Một phiếu 1.000 giờ. Một phiếu gì vậy? Đặc biệt với 3.000 muốn lấy nào? Ủa, đặc biệt chứ 3. Lấy đặc biệt phải không? Rồi mày, cua đặc biệt. Demo 5.000. Vậy là cô đen được 6.000 nha các bạn. Ê, 6.000 đây. 6.000 đây các bạn ơi. Rồi, mời mua em 2 ly. Minh Hưng, 3 ly. Có ai hơn 3 ly không hả? 3 ly là thứ nhất. 3 ly là thứ hai. Vũ hơn nha các bạn. 3 ly Minh Hưng. 3 ly. 3 ly. Đúng rồi. Quá hay rồi. Rồi Minh Thư bóc 5 phiếu đi. Cung kèo nó cô ấy. Rồi coi đi. Xem phải phiếu phiếu của em. Bị rồi. Chú Bọc. Wow, 2.000 các bạn ơi. Giống chơi đi mà. Giống 2.000. Chúng được 2.000. Thì còn chân con với con bị trang mà. Còn trượt 1.000, 4.000. Ba gì vậy? Không dính. Không trúng. Đó không trúng rồi. Con tới đi. Phiếu cuối cùng. Còn 2 phiếu mà. Đúng rồi, đặc biệt. Ờ đúng rồi, nói đó. Phải không? Đúng rồi, đặc biệt, hay quá. Năm phiếu trúng hết 3 phiếu nghe các bạn. Bốn ngàn. 7.000. Chúc mừng Minh Thư. Rồi có ai không? 2. Mỗi em 2, Phú Đức 3. Có ai nữa không? 2. Còn tờ 3 lớn hơn. 3 ly đặng thứ nhất. 3 ly đặng thứ hai. 3 ly cuối cùng. Mời Phú Đức. 1 ly cuối cùng. Vỗ tay cổ vũ đi. Wow. Bà Hữu Đức bóc phiếu. 5 phiếu. Đợi luôn, 5 phiếu. 2 phiếu, lấy 3 phiếu nữa. 2 phiếu nữa. Rồi, gỡ đi. Ôi, những con phiếu nó bị gì cơ? Gỡ cái lớp màu xanh kia. Trước khi gỡ thì Hữu Đức có cảm giác như thế nào? Cung. No. Rồi, gỡ đi. Gỡ ra, nhấn cái lớp. Gỡ đưa ra màn hình nè. Con chó dính này. A few moments later. Nãy giờ sự cố nghe Hữu Đức nghe các bạn. Sự cố từ anh Hữu Đức á. Rồi, Hữu Đức mở tiếp đi. Không trúng. 5.000 hay gì vậy? 10.000. Wow. Hên quá.
12 Cái con chó nữa. Ôi chó nữa kìa. Không, không. Không, không. Không đem phiếu gì nữa. Đức hơn rồi. Cái này phiếu chúng nó ghê nè. Không. Hủ Đức nãy giờ hơn quá luôn các bạn ơi. 5 phiếu mà hết phiếu 10 ngàn luôn các bạn. Vậy là nè các bạn, phiếu này giống cái phiếu này luôn nè, là 10 ngàn là Hữu Đức. Có 12 ngàn nha. Hữu Đức 12 ngàn anh em ơi. Chúc mừng Hữu Đức. Rồi đây là vòng cuối cùng nha. Vòng cuối cùng. Xu 3 ly. Chí 4 ly. Có ai hơn 4 ly không ạ? Vòng cuối rồi anh em ơi. 4 ly lần thứ nhất, 4 ly lần thứ hai, 4 ly giá chót. Chúc mừng Chí Cùa. Mời Chí Cùa bốc 5 phiếu. Mình chơi heo vậy. Đây 5 phiếu rồi. Đây bốc đựng phiếu cho Chí Cùa, bốc đựng phiếu nhỏ hơn. Đây. Đây là Chí Cùa cho mình mượn bốc phiếu các bạn. Cho mượn hay là cho luôn? Cho mượn. Không dính rồi. Nói chụp kỹ vậy. Dính là chưa? Dính đặc biệt. Đặc biệt. Không dính luôn. Chua. Cái chua anh cho em là anh chua. Này tại phiếu mà. Không dính luôn. Mất ra rồi. Không dính luôn. Chai chai. Phiếu cuối. Đừng nói giống tao lúc đầu đi, đừng nghe ngay. Không, không được nghe nào. Ở dưới ơi, đặc biệt. Hay quá chứ không. Phiếu đặc biệt. Anh góc cho lộn chứ. Đặc biệt các bạn ơi. Lấy cái nào ta? Lấy cái mình. Đặc biệt nè, hình giống hơi con tôm đặc biệt đó. Chúng chú nào đây? Được 10 ngàn chị ơi. Được bao nhiêu đây? 2 ngàn. Trời ơi. 2 ngàn là xui xui ba. 2 ngàn các bạn ơi. Vậy mấy ngàn? Vậy 3 ngàn rồi. 2 ngàn. Rồi. Cuối cùng cũng kết thúc trò chơi uống nước chúc thăm chúng hưởng nha các bạn. Có ai được chúng hưởng hả? Hữu Đức trúng không? Không Hữu Đức trúng không? Giơ tay. Hữu Đức được nhiêu? 12 ngàn. Còn Chí Cùa? Được 3 ngàn. Nói luôn được 3 ngàn. Mình được 6 ngàn các bạn. Mình được 7 ngàn. Và còn bé Xu? Mình thì không có gì chưa hết đó. Mình xui quá. Có cái thiệt. Trời. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho một like, một share. Và nhấn like. Và nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha.